Xin chào mọi người nhé. Hôm nay là mình khá là rảnh rỗi cho nên mình sẽ quay một số cái ở quê mình. Quay cũng linh tinh thôi. Quay những cái ở quê mình có mà cái nào mình biết nhất thì mình sẽ quay cho mọi người xem, mọi người biết. Đây là cánh đồng thuốc lá ở gần nhà mình. Mình quay cho mọi người xem. Chủ nhật. Trời hôm nay mưa. Đây, mưa nhỏ. Mình sẽ hái một ít mận. Nhà mình có mấy cây mận nó vào mùa rồi. Đây là cái vườn rau của mẹ mình. Cái bắp đây. Năm nay trời nó khô cho nên là nhìn nó cũng rất là còi. Cái này rau lang. Cái này trồng vừa để ăn vừa để chăn lợn. Năm nay trời nó khô cho nên là rau củ nó nhìn nó chán lắm. Đây, rau muống này. Được muống cái này nhìn nó đẹp nhất. Bắp này. Bên này thì của hàng xóm trồng rất nhiều cải bắp. Nhưng mà nó cũng không được tốt mấy bởi vì năm nay nó khô mà. Với cả đất trên này là đất cằn. Đất này là đất cằn, đất khô cho nên là nó còi. Đây là cái vườn nhỏ của nhà mình. Cái này nhà mình trồng cỏ voi này. Đây có cây bí ăn ngọn. Sân trên này thường trồng bí để ăn ngọn. Người dân trên này là không thích ăn quả của nó đâu. Hay có cây ổi này. Cái này là cây sâm đất mọi người. Cây sâm đất. Ở đây mình trồng cây lựu này. Một ít thanh long. Rau linh tinh ở bên này mình sẽ qua bên này. Đây là cái bí đao, cà chua. Đây, mấy cây sen của mình bắt đầu nhú lên rồi. Đây cây gừng núi này, đây, cây rau tây này, ngải cứu này, một số cây giềng, cây sả. Đây, mình sẽ lên cho mọi người xem cái mận nhà mình. Mình sẽ phải lên trên trên bờ rào bên kia mới có thể hái được. Với cả mình sẽ hái ở phía trên này trước bởi vì người ta hay vào vặt trộm này. Cho nên là mình sẽ hái phía trên trước. Xong rồi lấy phía dưới. Phía dưới mình có thể lấy bất cứ lúc nào. Còn phía trên thì người ta hay trộm mình cũng ghét. Mình phải mở cái khóa này. Mình mới có thể vào đấy được. Mình mang theo một cái rổ. Đây mọi người ơi. Cây này là cây mận. Mận tam hoa. Mận tam hoa gọi là mận như mận của Sapa, Lào Cai đấy. Giống cái loại đấy. Chín nó màu đỏ đỏ ấy. Mận này bây giờ chưa ăn được. Bây giờ nó ăn nó đắng ngắt. Còn đây là một loại khác. Loại này có thể ăn được. Còn người ăn thì nó đang giòn. Nhưng mà nó ở khá là cao. Đây. Đây mình phải trèo lên mới lấy được. Chứ mình không đứng ở dưới thì mình không lấy được. Cho nên là mình đã trèo lên cái cây này rồi. Mình phải quay coi mình còn chưa hái được quả nào đấy mọi người.
vật và quả. Mỗi cây mận bé tí nhưng mà lấy cũng khó phết đấy. Nó không đơn giản như mình ăn. Được có 4 quả ấy. Khó quá. Quả này nó bị thối, nó màu đỏ đỏ. Mình sẽ bẻ cái cành này cho mọi người xem. Đấy rồi. Ui, rụng mất rồi. Ui, chẳng còn quả nào luôn. Rụng hết rồi. Ui, lấy khó quá mọi người ạ. Toàn ở trên ngọn. Đây, mình hái được con bằng này. Hái mãi được con bằng này quả. Có mấy quả rụng mất ở đây. Mình nhặt nó lên thôi. Cái này nó phí quá. Mang đi rửa. Nhìn ngon đấy mọi người nhỉ. Mình sẽ hái được quả để ăn thử. Chọn quả nào nó đẹp đẹp. Nhìn nó căng mọng. Cái cây này người ta vặt nhiều rồi, cho nên là không còn bao nhiêu quả nữa. Mời mọi người nhé. Hơi chua nhưng mà giòn. Hơi chua. Đây có cây măng mật, nó đang lên ngọn. Cái này lấy đi xào măng thì ngon lắm ấy. Còn nếu mà đi quay thì cái này nó không thơm. Nếu mà đi quay lợn, quay vịt thì phải lấy cái lá già như này. Còn xào măng thì lấy cái lá này. Cái lá này nó non mình ăn được. Nhưng mà nó thơm, không thơm bằng cái lá già này. Còn đi quay mình chỉ lấy cái mùi của nó thôi, thì lấy cái lá này. Sẽ ra cánh đồng thuốc lá không ạ? Ở đây thì người dân trồng cả thuốc lá này, cả lạc, cả ngô, lẫn lộn hết. Ngô này thì năm nay cũng hơi khô nên cũng chả tốt mấy. Đây có một chú đang thu hoạch lá thuốc lá. Hôm nay ngày mưa nhưng thuốc lá nó thu hoạch nó không tốt mấy. Ở đây nhà chú mình trồng rất nhiều cái cây. Cái hoa này cái gì đây mình cũng không biết. Cho nên lúc nào xuống đây thì cũng được ngắm rất là nhiều hoa. Phía xa kia là cánh đồng thuốc lá nhà mình. Nó không kêu rồi mọi người ạ. Nó kêu hết một bài là nó không kêu à. Đây chú mình trồng lan hải. Đây lan hải mọi người. Chú mình trồng rất là nhiều hoa cho nên là tha hồ mà ngắm thôi.
Ở đây cũng là cây lan hài với cả phi điệp với cả cây càng cua. Cái này là cây đào, hàng đống quả rất là nhiều. Cái thuốc lá mọi người nhé. Những cây như này là cũng chưa phải là tốt, nó là bình thường. Những cây này là đã thu hoạch được khoảng vài lá rồi. Cái này người hôm qua người ta mới vặt lá đấy, bởi vì cái cây gốc của nó, cái lá, cái cuông lá của nó vẫn còn rất là mới này. Khi nào cái lá nó già già, nó vàng vàng mình sẽ lấy lá phần gốc. Lấy khoảng mỗi lần tầm 3 lá, 4 lá tùy xem nó vàng như nào. Nếu mà vàng ít thì có thể lấy 1 lá hoặc là 2 lá. Còn nếu mà nó vàng nhiều thì mình sẽ lấy 4 hoặc là 5 lá. Nó tùy vào cái tình trạng của cây đấy. Mình phải lấy lá vàng thì lấy về sấy thì nó mới có thể vàng tốt chất lượng được. Mấy cây như này là mấy cây bị bệnh nha mọi người. Đây, mấy cây này là mấy cây bị bệnh này. Mấy như cây như này thì sấy nó không hiệu quả, không có chất lượng. Nếu mà còn nhỏ thì người ta sẽ nhổ vứt thôi. Chẳng qua là nó lớn rồi thì mình không thể nào mình nhổ vứt được. Như là vớt vát được tí nào thì hay tí đấy, cho nên là người ta cũng kệ như thế. Đây là trồng rất là nhiều. Từ bên kia cái đến cái ruộng này, ở đây cũng lác đác một cái ruộng, một số nhà nó trồng ngô. Đây, từng ô làm từng ô để mình có thể đi theo cái dọc cái luống này để mình hái lá với cả thoát nước mọi người ạ. Vì cây này nó chịu nước không được, khi mà mưa lũ về thì mình phải để cho nó có thể thoát nước được một cách dễ dàng nhất. Không là nó mà bị dính ngập nước là nó sẽ héo và nó sẽ chết. Đây, cây này có hoa này. Bình thường là người ta sẽ ngắt đi, ngắt tầm này, ngắt đến đây. Đấy. Để nó cái mầm này nó lên thì mình lại lấy được khoảng 5-7 lá nữa. Hoặc là 4-5 lá, 3-4 lá gì đấy, tùy mình thôi. Nếu mà mình lấy càng ít lá thì lá nó sẽ càng to. Còn mình mà lấy nhiều thì cái lá ngọn của nó sẽ càng bé. Bên này thì trồng một loại giống khác. Còn bên này thì của nhà khác người ta lại trồng một loại giống khác này. Giống bên này thì hình như là giống mới, nó thưa, nhìn nó thưa hơn nhưng mà lá nó lại sạch hơn. Nó không bị bệnh như như mấy cây cây ở bên kia. Cái đám trên này nó lại còi. Đấy, đám này cũng đã thu. Đám này là chưa lấy cái lá nào luôn, chưa thu hoạch lá nào cả. Đây, như lá gốc của nó đây. Bình thường nếu mà chất lượng thì mấy cái lá ở vần gốc này sẽ là chất lượng kém nhất, nên là giá nó rẻ nhất. Mấy lá tầm trung này, tầm giữa này thì nó là loại 1 tốt nhất. Còn mấy lá ở ngọn này nó sẽ kiểu như là cái chất thuốc lá của nó sẽ nhiều nhất, cho nên ai mà hút thuốc mà tự quấn thì người ta sẽ chọn mấy lá ở phần này hút nó đặc. Cái lá ở tầm dưới này vừa, còn cái lá ở dưới này nhạt. Cái nhạt thường là mấy cái lá ở đây ở gốc sẽ phải pha với mấy cái lá ở ngọn này thì nó có mới có thể nó vừa được. Cái hoa của nó đây mọi người nhé, hoa của nó khá là đẹp đấy. Bình thường nếu mà nó bón phân đạm nhiều quá thì cái lá của nó sẽ bị cháy này, cháy như này nó sẽ đen, sấy không tốt nữa.
đây rất là nhiều thuốc lá luôn. Đây mọi người, sau khi hái ở ruộng về thì sẽ buộc lại từng sào như này mọi người ạ. Đây từng sào như này, xong là sẽ hong để nó héo, nó vàng. Đồng thời mình sẽ đợi ở trong lò mình đang sấy là nó khô, xong là mình sẽ lấy cái này vào để sấy tiếp. Đây, cái lá của nó, nhưng mà đây là nó vàng dần rồi đấy. Rất là nhiều công đoạn mới làm cái này mọi người ạ. Đây là cái lò sấy thuốc lá này. Đây là thuốc lá sau khi đã sấy khô và bó lại thành từng bó như này, xong rồi mình sẽ để vào bao để bảo quản. Dừng video đây, hẹn gặp lại mọi người nhá. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.